cá chép. Bà con ta biết cá chép hết rồi phải không bà con? Cá chép là rất tốt cho sức khỏe khi ta ăn cá chép. Nhưng mà có riêng có một số người và một số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn cá chép để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người không nên ăn cá chép là những người có bệnh gan, bệnh thận, sỏi thận, bệnh về đường tiểu, bệnh gút, xuất huyết, chảy máu, dị ứng với cá. Những người này và bệnh này vui lòng đừng ăn cá chép. Chứ ăn cá chép vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi là những người có bệnh gan, bệnh thận, sỏi thận, bệnh về đường tiểu, bệnh gút, xuất huyết, chảy máu, dị ứng với cá. Vui lòng đừng ăn cá chép nha bà con. Còn ngoài ra cá chép nó tốt, và nó tốt vô cùng, nó có lợi cho sức khỏe, nó làm cho lợi tiểu, giúp cơ thể chữa bệnh lành, khi kết lành bệnh phổi, thông sữa, làm sạch đường tiêu hóa, khử tà, độc xương tấy, những bệnh của phụ nữ, sức khỏe tốt, tim mạch, giảm viêm, tốt cho miễn dịch, cho hệ tiêu hóa, chậm lão hóa và mãn tính. Nó tốt vô cùng. Nhưng mà nhớ là những người này vui lòng đừng ăn cá chép để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là người có bệnh gan, bệnh thận, sỏi thận, bệnh về đường tiểu, bệnh gút, xuất huyết, chảy máu, dị ứng với cá là vui lòng đừng ăn cá chép. Còn ngoài ra là tốt hết. Ta ăn cá chép giống như những loài cá bình thường khác. Ăn liền liền 6 ngày thì chúng ta phải nghỉ 1 ngày rồi mới tiếp tục ăn. Bà con ạ, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.